Hello tất cả mọi người, hôm nay mình đã tới được thành phố Bến Tre để nhận một cái bib 21 km nha, cho giải chạy Bến Tre Marathon 2023. Lên! Yeah! CL Runner! Sườn nướng nè. Yeah. Nước của em là không. Vụ mặt khoai dừa mới. Có mặt khoai dừa nè. Phú Cương gần nhà luôn nha. Gần nhà nãy giờ. Đây, đó sát bên nè. Mà dạ. Hai tay đâu là hai tay đâu? Hai tay đây là hai tay đây. Hai cái tay giơ lên cao. Dạ tới là lê cả nhà. Dạ cái miệng rộng xíu. Rồi, lên lấy rồi. Anh chỉnh cái xe, một chút xuống bên đây. Rồi lên xong lên, rộng đủ. Xong rồi anh xuống đây để tới, anh thả xuống này cái chạy. Thả cái này gần tâm đây này, dễ kéo cái xe. Kéo xe lâu nữa. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Ông nói nửa đường mà chơi nửa đường. Không sao, mang về không cần gì đó. Trời ơi, bỏ tập rồi. Chị ngồi đầu tiên quay mặt lại, tập cây bơi. Rồi, ngồi đầu tiên quay mặt lại, chị cây bơi. ta chỉ bơi trong công viên này thôi. Đây các bạn chụp hát không ta? Chụp hát ở đây nè, đây đúng là gia đình Su Cung nha mọi người. Tôi quay có chuyện trong đó thì chúng ta cũng biết dễ kiểm soát được không, nhưng hay còn là dân đó chúng ta sao ở chúng ta đây là rất là nổi chúng ta theo bạn lại hỗ trợ rồi đó. Dạ cảm ơn chú. Bây giờ các bạn bản thân tôi là ca hát với dàn cùng thanh ánh sáng, nhưng tôi sẽ lấy một cây đàn tôi hát cho các bạn nghe. Wow, đã quá. Các bạn thấy là tôi biết rồi không? Đâu em sẽ làm những cái điều mà anh thấy rằng em là em á. Anh nông dân chính hiệu. Dạ, chủ của Lan Vương là ngồi đời cho anh Hiếu nghe đi. Lâu lâu mới gặp được bạn hiền nè. Này. Vương này, Bá Vương, đại tên là Bá Vương. Thôi con phải chia lại. Từ năm 80 mấy anh, từ năm 80 mấy hồi đó còn Phước ở đây. Tôi thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người che chung như chúng hoa hồng hồn nhiên như là anh vừa nhiều hơn khi gió về cây đã mọc từ hoa đào. Cây có hương vì sao chiêm hương kéo về bỏ giữ đất chỉ phải đời mình chân lý quốc và mọi người không chịu xin hát về tôi những người sống vì mọi người ngày đêm canh giữa trời đó biết không bà đã chưa? Nếu mà giờ nói về âm thanh ánh sáng là anh Hiếu chẳng nghĩa là số 1. Em này là bên hậu cần của hậu của nhân linh tinh. Ông này cũng là đại tá đó. Anh ở đâu? Trong cái giải marathon này đang tham gia các bạn đây, các bạn đi đều tham gia marathon. Đó bác Trang, ở trong đây có gì? Đó vậy đó. Xà lét đó chứ phải là quy. Nhưng mà bắt quay là bỏ nha. Tới đây nha. Nắm tay thì bỏ vui mà. Cái ông Hiếu này là một cái trà ở Lê Lai, một cái santi ổng là bao nhiêu tiền? 10 santi là có khi cả 500-700 triệu đúng rồi. Bán hàng cô bán này nhiêu một chai vậy cô? 100.000 chai hả? 100. Rồi có bán nửa chai không? Không. Sao vậy? Tôi muốn mua nửa chai. Nửa chai. Tôi muốn mua nửa chai thôi. Xin ta hả? Chứ không bán hả? Rồi vậy thì để tôi xin nửa chai. Cái này là gì đây? Quảng cáo. An Vương ở Bến Tre, giúp Bến Tre. Ra kéo nổ. Rồi,